trong đây đâu. Sao anh biết hay thế? Anh là bác sĩ mà. Cái gì anh biết. Bây giờ mà, anh sẽ vào từ từ để em thấy được anh là một phương pháp bình thế nào. Vợ này, cái chỗ mà em đi làm xương hôm trước ấy, thì nào, có ok không? Chỗ đó tốt lắm anh ạ. Với cả là bác sĩ thì nhiệt tình, tay nghề tốt lắm. Trời ơi, em đi chữa có hơn một tuần á, mà vai với gái của em đỡ hơn hẳn ấy. Dạo này anh cũng hay bị đau nhức xương khớp. Hay là hôm nào vợ chồng mình đi chung nhá. Chỗ đó hơi đông anh ạ. Em sợ là phải đặt trước. Với cả vợ chồng cứ chia nhau ra đi, tội gì. Thôi được rồi, thế gửi cho anh địa chỉ nhá. Thì em gửi cho. Bà vợ này, mấy hôm trước đang nghỉ, chả làm được gì. Thì hôm nay em khỏe rồi ấy. Hay là vợ chồng mình làm tí đi. Thôi, em thực ra vẫn còn chưa đỡ hẳn ý. Chắc là để hôm khác anh nhá. Hôm nay em nghỉ sớm, mai còn đi làm. Thôi được rồi, thôi đi ngủ nhá. Mấy hôm nay làm gì mà trông mệt mỏi thế? Thì mình mất ngủ ấy. Cả đêm người cứ đau nhức, làm sao mà ngủ được. Chắc dạo này mày ít vận động chứ gì. Với lại ngồi văn phòng suốt ngày bảo sao không đau mày lạ. Anh trông mày như bà già 50 tuổi ấy. Người ta đã đau rồi còn trêu nữa. Đúng rồi, anh bảo này. Anh biết một chỗ làm bóp xương khớp uy tín cực kỳ. Chị dâu của em đi xong về khen suốt. Đây, trông trẻ khỏe ra ấy. Ở đâu đây? Đây này. Để gửi địa chỉ cho, thử đến đấy đi, tốt lắm. Vừa đi, vừa đi. Em cứ bình tĩnh nhá, thả lỏng người ra này. Rồi, để đưa hai tay lên đầu cho em. Rồi, thả lỏng người nhá. Anh đừng làm. 1, 2, 3. Ây da, anh ơi. Đau thế ạ? Xong chưa? Chưa, quay lại đây đây, bây giờ với động tác đặc biệt này. Còn ạ? Ừ, cái này thì em mới khỏi được bệnh này. Rồi, bây giờ thả lỏng người ra. Giơ chân này. Chân đi ạ? Đây, con đây. Đấy, đúng rồi này. Rồi, sát lại đây với anh nhỉ? Cái gì? Anh làm cái gì thế ạ? Anh nắn xương cho em chứ làm gì? Nắn xương hay là sảm sỡ? Này, em ăn nói kiểu gì vậy hả? Cái nghề này nó thế, phải đụng chạm tiếp xúc thì mới chữa được bệnh cho em chứ. Đừng có mà nói dối, tôi không tin đâu. Thế bây giờ em muốn như nào? Có làm được không? Không làm nữa thì mời em về. Về thì về, chắc tôi sợ. Đúng là cái thằng biến thái. Này, anh giới thiệu cho em cái chỗ kiểu gì á mà gặp phải ông bác sĩ dở thế. Bác sĩ dở là sao? Chỗ đấy uy tín hẳn hoi mà. Uy tín cái gì mà uy tín? Anh có biết lão như thế nào không? Lão đấy là một thằng sở khanh. Ôi á, còn độc trạng sàm sỡ em nữa. Cái gì? Lão sàm sỡ em á? Ủa? Chắc em nói đùa anh à? Hoa lạ vậy. Nhưng mà chị dâu của em đi về cứ khen suốt thôi. Anh cũng chưa có thời gian để mà qua thử. Ê, hay là... Hôm nay mình làm tiếp liệu trình nhé. Vâng ạ. Hay quá, hay quá chứ này. Này, hai người là ai đấy, tự nhiên xông đây là như nào? Ôi Huy, sao anh lại? Cô giỏi lắm Linh. Tôi không ngờ cô là loại đàn bà như thế đấy. Còn mày ấy. Chết rồi. Từ, Linh phải cẩn thận. Này, mọi người ơi, đây là phòng nắn xương khớp nhá. Đây là bác sĩ tên là Thiên này, chuyên đi lạm dụng phụ nữ, lại còn lạm dụng cướp cả vợ của anh trai tôi để người xem đi. Này, bỏ điện thoại đi. Anh ơi, anh làm xương khớp đúng không? Được. Để mày tao nắn cho mày nhá. Anh ơi, nghe tay tôi gãy tay em anh ơi. Sao? Hôm nay còn biết đau cơ à? Bình thường không thấy đau cơ mà. Còn cô nữa. Cô quay cái mặt ra để cho tất cả mọi người thấy. Xong rồi về nhà dọn tất cả đồ đạc, rồi cút ra khỏi nhà tôi. Anh Huy, em biết lỗi rồi, anh tha lỗi cho em thôi. Bỏ tay ra. Cô mà cũng biết xấu hổ á? Đẹp mặt chưa? Chà, mình về thôi em. Đúng là cái đôi gian phu dâm phụ. Để tôi xem hai người còn mặt mũi nữa không nhá. Anh Huy,